Hiện nay du học Mỹ trở nên phổ biến với nhiều bạn sinh viên và mỗi trường cũng như mỗi chương trình học tại Mỹ đưa ra các yêu cầu về trình độ học vấn và khả năng ngoại ngữ khác nhau đối với du học sinh. Hôm nay hãy cùng Tân Đại Dương tìm hiểu chi tiết hơn về trường Saginaw Valley State University, thì được gọi tắt là SVSU. Thì trường SVSU tọa lạc ngay trung tâm của vùng vịnh Ridley, rộng gần 324 hecta, khuôn viên và cộng đồng xung quanh cực kỳ an ninh và tiện lợi với nhiều trung tâm mua sắm, nhà hàng và giải trí đa dạng. Được thành lập vào năm 1963 với hình thức là đại học tư thục, SVSU trở thành đại học công như là hiện tại chỉ sau 2 năm, đó là năm 1965. Trường có vị trí địa lý rất là thuận lợi, nằm ở trung tâm bang Michigan, gần ba thành phố Saginaw, Bay City và Midland, gần sân bay quốc tế MBS và chỉ cách Detroit 2 tiếng lái xe. Chương trình đại học và cao học, đội ngũ giảng viên tại SVSU phần lớn đều có trình độ học vấn đạt đến bậc tiến sĩ. Trường có 306 giảng viên toàn thời gian, trong đó 75 giảng viên có bằng cấp cao nhất trong chuyên ngành mà mình giảng dạy. Thì trường cung cấp 90 chương trình đại học và 11 chương trình cao học. Một số chương trình rất là nhiều bạn trẻ quan tâm như là kinh doanh, kỹ thuật, nghề trị liệu và khoa học y tế hoặc khoa học y tế. Chất lượng đào tạo của trường được công nhận bởi Ủy ban Đại học của Hiệp hội Trung Bắc. Thì trường cũng được công nhận thêm 10 chương trình bao gồm hiệp hội của các trường đại học nâng cao về kinh doanh như là AICSB. Thì chương trình kinh doanh quốc tế, tất cả các chương trình kỹ thuật được công nhận bởi Ủy ban tín nhiệm kỹ thuật của ABET, Hội đồng tín nhiệm về kỹ thuật và công nghệ, và Hội đồng tín nhiệm về đào tạo nghề trị liệu như là ACOTE của Hiệp hội Nghề trị liệu Mỹ. Ngoài ra, trường còn có chương trình tiếng Anh ELB. Chương trình ELB cung cấp cơ hội cho sinh viên học hỏi và trải nghiệm văn hóa Mỹ qua sự tương tác với các giảng viên, sinh viên bản địa và các hoạt động giải trí. Thì sĩ số lớp học ELB trung bình là 12 sinh viên với 22 giờ học mỗi tuần trên lớp. Về cái cơ hội nghề nghiệp thì sinh viên của trường SVSU có nhiều cơ hội thực tập bởi một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới cùng hàng loạt các công ty lớn và đang phát triển nằm gần khuôn viên trường. Mạng lưới của các chuyên gia trẻ tuổi ở vùng vịnh Ridley hứa hẹn sẽ đem đến các sự kiện và hệ thống kết nối mạng đa dạng. Sinh viên tốt nghiệp từ trường SVSU có thể làm ở nhiều lĩnh vực ngành nghề đa dạng. Mức lương khởi điểm trung bình cho sinh viên tốt nghiệp là 37.400 cho tới 40.000 đô la Mỹ. Và đặc điểm nổi bật của trường SVSU thì trường SVSU đã được Carnegie Foundation lựa chọn về sự tiến bộ trong giảng dạy để nhận phương hạng gắn kết cộng đồng năm 2015, đánh dấu SVSU như là một trường đại học đóng góp đặc biệt vào cộng đồng. Trường cung cấp các cơ sở vật chất, nhà ở tân tiến nhất với phòng ngủ riêng và nhà bếp đầy đủ tiện nghi, có học bổng dành cho học sinh quốc tế với hơn 9.800 sinh viên, bao gồm hơn 650 sinh viên quốc tế đến từ 37 quốc gia. Sĩ số lớp học nhỏ trung bình 24 sinh viên được công nhận ở mức cao nhất, 75% giảng viên có bằng cấp cao nhất trong lĩnh vực của họ. Vị trí thuận lợi và vô cùng an toàn đó là trung tâm vùng vịnh Ridley, chỉ vài phút là có thể đi đến các trung tâm mua sắm, nhà hàng, viện bảo tàng và các bãi biển. Khuôn viên của trường SVSU rất đẹp và đến 70% các tòa nhà được xây mới trong vòng 15 năm. Tiện nghi tại các khu học xá của trường được Michigan Campus Compact bầu chọn là tốt nhất bang Best in the State. Tại SVSU có đến 150 tổ chức sinh viên và câu lạc bộ với các sự kiện diễn ra thường xuyên, quanh năm và liên tục. Trường có chương trình học bổng Red and White dành cho sinh viên Việt Nam học đại học và cao học với điểm trung bình từ 3 chấm trở lên trên thang điểm là 4 chấm. Sinh viên đại học nhận học bổng Red and White sẽ được giảm gần 50.000 đô học phí dựa trên 140 tín chỉ khóa học đại học, và sinh viên cao học sẽ được giảm gần 13.000 đô la Mỹ học phí dựa trên 30 tín chỉ khóa học cao học. Thì học phí rất là hợp lý. Học phí đại học và cao học của trường SVSU thấp nhất trong các trường đại học công lập của bang Michigan và nhiều bang vùng Trung Tây. Trường luôn dành cho sinh viên những mức hỗ trợ tài chính như là đại học dựa trên 24 tín chỉ thì học phí là 16.817 đô la Mỹ một năm, bao gồm chỗ ở, bảo hiểm học phí, phí tiêu vặt thì tổng cho một năm là 29.911 đô la Mỹ. Và đối với cao học dựa trên 18 tín chỉ một năm, học phí là 17.864 đô la Mỹ, bao gồm chỗ ở, ăn, bảo hiểm sức khỏe, phí tiêu vặt, tổng chi phí một năm của cao học là 30.958 đô la Mỹ. Và các cái chi phí này có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Thì nếu bạn muốn biết chi tiết hơn về học phí cũng như chi phí của trường, có thể liên hệ đại diện tuyển sinh tại Việt Nam. Địa chỉ quận nhất là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất, và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang.
Vâng, xin chào tất cả các bạn và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Quế Trâm. Bạn vừa nhận được visa du học Mỹ để biết vì sao bạn lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình các bạn nhé. Chị xin chào Quế Trâm. Dạ, chào chị. Quế Trâm có thể giới thiệu đến với các bạn đôi nét về bản thân của em được không? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Quế Trâm, em 20 tuổi, em đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện em đang học ngành ngôn ngữ Anh trường đại học Nha Trang. Em vừa mới được visa du học Mỹ. Sở thích của em là nghe nhạc và đọc sách. Còn cái cảm giác của em lúc mà có được visa thì sẽ như thế nào? Dạ, thật sự là rất là vui. Em không nhớ nổi số điện thoại của mẹ em, là em phải ghi số điện thoại của gì để nó nhớ. Còn những cái cần nhớ em cũng không nhớ. Lúc phỏng vấn thì em không có run gì hết. Nhưng mà khi đi ra người ta chỉ đi hướng trái, mà em lại đi ngơ ngơ xem đi hướng bên phải. Rồi xong nơi đó em không nhớ gì. Rồi chị không biết lý do vì sao em lại chọn Mỹ để làm điểm đến du học của mình. Em chọn Mỹ bởi vì là Mỹ nó có môi trường học tập năng động, sáng tạo, cái ngành dịch vụ kinh tế của nó phát triển rất là phù hợp với cái ngành mà em chọn học là quản lý giải trí. Mỹ thì có nền giáo dục tốt nhất thế giới và em thấy học phí ở cao đẳng đại học của Mỹ nó cũng rất là hợp lý so với các nước khác, cho nên em chọn Mỹ đi du học. Rồi ở đây thì em đang học ngành ngôn ngữ Anh, nhưng mà qua đó thì em học quản lý giải trí, thì chị không biết lý do vì sao mình lại chuyển cái ngành như vậy em ha? Bởi vì là em thích làm việc cho một công ty khách sạn lớn mà nó đòi hỏi em là phải có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, cho nên em quyết định là học ngành quản lý giải trí ở Mỹ để có thể làm việc cho công ty này. À rồi, nếu vậy thì qua Mỹ thì mình sẽ học ở trường gì cũng như là cái bang nào vậy em? Dạ, em sẽ học trường Sierra College in California. Trường Sierra College là một trong những cái trường cao đẳng cộng đồng nổi tiếng ở Mỹ với gần 80 năm kinh nghiệm giảng dạy. Nó về chất lượng giảng dạy thì nó đứng đầu phía Bắc California và nằm trong top 25 về các giải thưởng về các bằng cấp Associated Rewarded. Và cái trường này thì cái khuôn viên của nó rất là rộng và đẹp. Nó có ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế và cái giá cả cũng rất là hợp lý. Thời tiết Cali thì nó cũng hơi tương tự với thời tiết ở Việt Nam. Có hai mùa điển hình, đó là mùa hè là nóng khô, còn mùa đông thì là ẩm ướt. Cho nên em thấy nó rất là phù hợp với sức khỏe của mình khi du học tại bên này. Rồi nếu vậy chị không biết là dự tính trong tương lai của em sẽ như thế nào sau khi mình học xong chương trình ở Mỹ? Dạ, học xong chương trình ở Mỹ thì em sẽ quay về Việt Nam về làm cái công việc mà em theo đuổi. Dạ, đó là Sheraton Hotel ở Nha Trang luôn. Dạ. Rồi, nếu chị không biết là qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, lúc mà có ý định du học thì em tìm hiểu rất nhiều cái văn phòng tư vấn. Nhưng mà vì em thì có lên mạng rồi đọc thông tin rồi coi clip thì thấy Tân Đại Dương có rất là nhiều bạn đến đây và để nhận được visa du học, cho nên cuối cùng là gia đình em chọn. Và sau khi đến đây thì nghe chị, em gặp chị Thúy tư vấn thì em cảm thấy rất là hài lòng về quyết định chọn Tân Đại Dương để gửi gắm ước mơ mình. Quá trình học phỏng vấn thì nhờ cả anh Khôi thì giúp giải thích cho cái câu hỏi của em nó rõ ràng cụ thể hơn và nó phù hợp với cái hồ sơ của em. Còn chị Thúy thì hướng dẫn rất là tận tình. Những cái lúc mà muốn có cái gì đó thắc mắc về hồ sơ của mình thì gặp chị Thúy thì chị Thúy trả lời giải đáp, và chị bày cho em những cái câu hỏi đó trả lời thế nào và thuyết phục đến sự. Thì ngoài ra còn có chị An với chị Ngọc cũng hay tiếp tiếng Anh cho em. Rồi trước khi đi phỏng vấn thì có gặp anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh thì nói chung khi mà nói chuyện với anh Bảo Anh thì khiến cho em cảm thấy thoải mái, nó tâm lý nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước khi gặp anh thì khi mà vào lãnh sự em cảm nghĩ rất là nặng nề, nhưng mà khi nói chuyện với anh thì thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng. Em rất là vui khi nhận được visa Mỹ và cũng xin cảm ơn công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để giúp cho em đạt được ước mơ của mình. Rồi, chị cảm ơn và những cái chia sẻ của Quế Trâm ha. Và chị hy vọng là sau này mình sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, và vừa rồi thì những thông tin mà Quế Trâm mang lại thì mình hy vọng đó là những thông tin thật là hữu ích dành cho tất cả các bạn. Và còn bất kể những thắc mắc nào, các bạn có thể liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148-1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.